rồi, bạn chưa cung cấp vitamin cho mắt nhỉ? Không phải cái này. Không phải cái này, mà là những thử thách căng mắt phải, nheo mắt trái cơ. Ngày hôm nay để Nhanh Trí tiếp thêm dinh dưỡng cho đôi mắt bạn bằng 19 câu đố tư duy hack não, hack mắt, hack luôn cả trái tim nhé. Câu hỏi đầu tiên sẽ rất dễ dàng đấy, nhưng chỉ có 5 giây để suy nghĩ thôi. Lotso nào khác biệt nhất? Ái chà chà, bạn Lotso ẩn thân chi thuật level cao đấy. Nhưng sao mà qua mắt được fan Nhanh Trí nhà tôi? Lêu lêu, bị phát hiện rồi nha. Tuy thế, dù các fan có là người thông minh nhất lớp, nhưng gặp phải câu hỏi suy luận như này cũng đành méo mó đấy. Theo bạn thì ai tốt bụng hơn, gấu Lotso hay gấu Pu nhỉ? Chắc chắn là bạn gấu Pu rồi, tuy hơi mập một xíu nhưng luôn giúp đỡ mọi người chứ không như Lotso đâu. Lotso rất cute nhưng đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài thôi. Nếu như theo dõi và là fan Lotso thực sự thì về phần sau tính tình của cậu ấy khá là nguy hiểm nên chắc chắn Nhanh Trí sẽ chọn chơi với Pu cute tốt bụng. Còn bạn chọn ai thế? Tín hiệu từ vũ trụ kêu gọi những người tinh mắt nhất lên đường tìm Skibidi Toilet, mà đúng lúc fan Nhanh Trí có mặt ở đây thì ngại gì không tham gia nhỉ? Các bạn có tìm ra được đâu là con Skibidi G-Man thật không? Wow, hóa ra Skibidi G-Man ở đây hả? Bạn nào mà tìm ra được thì quả là có một đôi mắt tinh anh. Còn ai mà chưa tìm ra thì câu sau Nhanh Trí tin chắc rằng bạn sẽ trả lời đúng. Cùng đi tiếp thôi nào. Sau 3 ngày 3 đêm super soi hơn 50 tập của Skibidi Toilet, cuối cùng mình cũng tìm ra được kẻ hủy diệt mạnh nhất của Skibidi Toilet đấy. Các bạn có muốn biết đó là ai không? Là ai thì còn lâu nhé. Phải động não đoán đã thì mới biết được chứ. Đó là G-Man Skibidi Toilet luôn, Vacuum Skibidi Toilet hay Skibidi Toilet nhện nhỉ? Ủa, chính xác là G-Man Skibidi Toilet là kẻ mạnh nhất sao? Nhưng chỉ mạnh với cái phe Skibidi thôi. Với kích thước siêu khủng, tốc độ siêu nhanh, thêm quả laser từ mắt sát thương cực khủng nữa, dường như không có điểm yếu. Đến nay các anh cameraman vẫn chưa tìm ra cách để hạ gục được nó. Đã thế gần đây nó còn mới độ thêm cặp tên lửa siêu khủng ở hai bên lại càng mạnh hơn nữa. Tập 55 vừa rồi, Titan cameraman cũng mới chỉ làm nó hơi nhức nhức cái đầu thôi, chứ chưa cho nó bay màu được. Chà chà, đúng là chúng cuối, bá đạo và khỏe dữ ha. Để coi những tập tiếp theo cameraman có hạ gục được cái đám Skibidi Toilet đó không nhé. Còn ngay bây giờ Nhanh Trí có một bất ngờ cho bạn đây. Bên trong hộp quà này có một bí mật chưa được bật mí. Hãy chọn cho mình một hộp bí mật nào. Tinh tong, giờ phút hồi hộp đến rồi. Ăn bóc ngay hộp 1 trước nhé. Wow, sao Huggy lại trốn trong này? Úm, bà là hộp 2 mở ra. Yeah, đó là Doraemon. Mình rất mê bạn ấy, tuyệt cú mèo luôn. Cuối cùng sẽ là ai đây? À, là Elsa xinh đẹp. Ui là trời, sự xinh đẹp này liệu rằng có làm fan Nhanh Trí tôi lu mở tâm trí không nhỉ? Chắc là không đâu, bởi vì câu hỏi sau sẽ rất cần những người thông minh và sáng suốt đấy. Ái chà chà, có sự góp mặt của Huggy, Doraemon, Elsa, không biết ai sẽ đến đích trước đây. Bạn cho ai đến đích trước thì người đó đến thôi. Và người thông minh luôn có lối đi riêng, quán quân chính là Elsa nhé. Bạn thông minh thật đấy, thế này thì Nhanh Trí sao dám solo với bạn trong câu hỏi tiếp theo nhỉ? Bởi vì câu hỏi tiếp theo chỉ dành cho người chơi hệ top top mới giải được thôi. Ai đang nhảy nhót vậy? Chính xác là mèo Simmy. Chị cứ thế này thì tụi em đổ đứ đừ vì mê quá đi thôi. À, tiếp theo vẫn là mèo Simmy nhưng đang ở đâu giữa biển người này thì rất cần các fan tinh mắt lại còn nhanh tay để chèo thuyền cấp tốc đi tìm nha. tưởng gì, không có gì khó luôn. Dù chỉ có là bà Hoàng ẩn nấp, chiến thần ẩn thân thì fan vẫn mò thấy thôi. Bởi vì những đôi mắt của fan Nhanh Trí toàn sáng như đèn pha ô tô thôi ý. Không biết Nhanh Trí nói có đúng không nhỉ? Đừng quên thả một like và đến ngay câu hỏi số 9 nhé. Bạn muốn cả xóm trầm trồ ngưỡng mộ chứ? Vậy thì thử đoán xem đây là ai nhỉ? Các bạn suy luận nhanh quá, chính xác là Sans dép hồng. Tưởng ai xa lạ, hóa ra người quen. Tiện thể nhảy vài điệu tặng fan đi nào Sans ơi. Ô, Sans nói gì đó, nghe hổng có hiểu. Ở màn này tớ biết một nhân vật có giọng y hệt cậu luôn đó Sans. Fan Nhanh Trí có biết đó là ai có giọng giống Sans không? Simpson, SCP-6789 hay là Patrick? Tìm ra rồi, Sans và Patrick nói chuyện giống nhau như đúc luôn. Maybe it's the way you're dressed. Đó, quá là giống phải không? Có lẽ nào Sans và Patrick là một nhỉ? Ôi, hay còn bí ẩn gì nữa? Bạn nghĩ sao về sự trùng hợp này? Comment ngay xuống bên dưới. Nếu mà tò mò, tập sau Nhanh Trí sẽ lên luôn cho các bạn nhé. Tiếp theo, ai mà tìm ra nhanh nhất, Nhanh Trí sẽ đưa lên TV luôn và ngay. Tìm hai Sans giống y hệt nhau nào. À, có bạn nào solo với Nhanh Trí không? Ván này Nhanh Trí nhanh cực kỳ, có hai Sans giống y đúc ở đây nè. Gì chứ không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Nhanh Trí và 500 anh em fan đâu. Tiếp đến là cuộc chiến cân não, không kém phần long trọng. Giữa Sans, búp bê Squid Game và cameraman thì bạn yêu thích ai nhất? Ôi là trời, độ nổi tiếng của ba cái gương mặt này đều ở cái tầm quốc tế rồi, không ai là không biết. Nhưng nổi bần bật nhất có lẽ theo Nhanh Trí là búp bê Squid Game đấy. Còn ý kiến riêng của bạn là ai? Nhớ comment xuống bên dưới nhé, không giới hạn một ai cả đâu. Còn ngay bây giờ, xin mời anh em đến với câu đố hack não thách thức học sinh giải toán giỏi cũng chưa chắc trả lời được. 10 Sans cộng 22 Skibidi Toilet trừ 3 Pokemon nhân 0 thì kết quả bằng bao nhiêu? Phải tính thật kỹ và đừng nhầm nhọt sang trồng trọt nhá. Đáp án là 32. Các bạn còn nhớ hay đã quên công thức nhân chia trước cộng trừ sau thế? 3 nhân 0 bằng 0 nên 10 cộng 22 đương nhiên phải là 32 rồi. Ơn rồi, chị Tư đây rồi. Các bạn còn nhớ hay đã quên chiếc váy mà chị Tư đã mặc nhỉ? Nhắc đến Wednesday thì chắc chắn phải nhắc đến màu đen rồi. Màu đen huyền bí rất hợp với chị đấy. Vậy thì theo các bạn, giữa hai người này ai xấu tính hơn, Wednesday hay Megan? Ồ, cái nhỏ robot Megan xấu tính hơn, vừa ích kỷ vừa hẹp hòi, toàn làm hại người khác thôi. Còn chị Tư là đi tiêu diệt kẻ xấu nha. Thế nên nếu có cơ hội thì các bạn nhớ theo dõi lại Nhanh Trí đã từng phân tích về Megan trong những tập trước nhé. Ủa, cấp báo gì vậy mà nguy hiểm vậy nhỉ? Hóa ra là Nobita đang bị mắc kẹt trong một căn nhà. Trước mặt là 3 cánh cửa chứa sự nguy hiểm khác nhau. Chỉ một trong 3 cánh cửa này an toàn thôi. Không biết Nobita nên chọn cánh cửa nào đây? Suy luận giúp Nobita với các bạn ơi! Rồi, tới công chuyện luôn. Nobita ơi, hãy đợi trời sáng rồi mở cửa số 1 nhé. Vì macaron rõ ràng sợ ánh sáng nên ban ngày nó không làm gì được cậu đâu. Yeah, chúc mừng cho Nobita đã an toàn nào. Quay trở lại với đường đua, tìm ai là người thông minh nhất ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi cực khó đấy. Anh em phải dùng hết chất xám mới tìm ra câu trả lời đó nha. Ha, các bạn nghĩ ra ai chưa? Bơ với chuối, cú te như thế này, sao mà giống chị Jenny Huỳnh quá vậy ta? Tại vì chị ấy thích ăn chuối và bơ nè, thế nên món quà khi về Việt Nam mà chị dành cho fan sến ơi là sến, những chiếc kẹo bơ và chuối cũng tự tay làm. Hí, đúng là một cô gái vừa tài giỏi lại còn chiều fan nữa chứ. Câu hỏi số 18 là một bí mật chuẩn bị được bật mí sẽ khiến nhiều anh em hơi bàng hoàng và hoang mang đấy nhé. Jenny Huỳnh, An Nhiên bối bối và Bảo Ngọc, không biết trong ba người này ai sẽ giàu hơn nhỉ? Tò mò thật đấy, và người thông minh chắc chắn sẽ nhận ra đại gia ngầm chính là Jenny Huỳnh. Dù chị không nói ra nhưng fan vẫn biết hết nhé. Xe sang, nhà đẹp, lại còn có ô tô riêng, tự lái đi học nữa, ngồi máy bay thương gia nữa. Chắc chắn chị ấy là một nữ tổng tài rồi. Tuy vậy nhưng chị ấy vẫn rất học giỏi và tự mình làm YouTube để kiếm tiền cô. Wow, quá là ngưỡng mộ và đáng học hỏi. Bữa nào phải xách mông đi hỏi chị Jenny Huỳnh mới được. Ở một diễn biến khác, có một điều đặc biệt đã xảy ra với Mommy Longlegs rồi. Ôi, anh em nhìn kìa, nhớ tập trung nhìn nhé. Mommy Longlegs bị biến thành ai? Hết giờ rồi, các bạn có nhìn ra không? Bàn tay Thình đã biến Mommy Longlegs thành Wednesday rồi. Wow, tưởng là sẽ rất đáng sợ, nhưng không, một phiên bản hoàn toàn mới toanh, quá ư là đã con mắt luôn. Câu hỏi 20 này tưởng dễ mà không hề dễ một tí nào đâu nha. Tìm Mommy Longlegs khác biệt nhất chỉ trong 3 giây thôi ư. Ủa, thời gian có tận 7 giây mà. Bạn nào mà tìm ra trong 3 giây, quá đỉnh, hoa mắt rối não một tí. Nhưng bạn nào nhìn ra như Nhanh Trí vừa nói thì đúng là cao thủ của Super Soi. Còn bây giờ, độ khó ngay một cao, không những cần phải tinh mắt mà còn đòi hỏi tư duy logic nhanh nhạy mà chỉ người thông minh mới tìm ra. Thế này có khó không cơ chứ, ai nhìn ra đấy? Trái hay phải nhỉ? Pokemon ơi, cậu ở đâu thế? À, có phải ở đây không? Chuẩn không cần chỉnh chứ gì. Thế này mình có sức để đi tiếp rồi. Chỉ có 3% những fan của Pikachu biết cậu ấy thích ăn gì nhất thôi. Còn bạn thì sao? Đó là nước sốt cà chua, nhưng chúng ta cũng là loài ăn tạp và thích cả hoa quả, nhất là táo nữa cơ. Hí, Nhanh Trí cũng có sở thích y hệt nhé, ăn sốt cà chua với thịt thì ngon bá cháy bọn chết luôn. Tập sau sẽ khó hơn và thử thách hơn nhé, đừng quên subscribe nha.